Mục tiêu của đề án là phát triển hệ thống đô thị đường sắt đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải giao thông công cộng của thành phố, góp phần tái cơ cấu các phương thức vận tải của thành phố theo hướng bền vững, hài hòa hợp lý, phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2035 đạt 50 đến 55%, sau năm 2035 đạt 65 đến 75%. Theo Viện trưởng Viện Xây dựng Quy hoạch Hà Nội Lưu Quang Huy, đề án không chỉ hình thành rõ chi tiết các tuyến mà đặc biệt còn tạo nguồn lực để triển khai thực hiện. Và chúng tôi cũng trong giai đoạn vừa qua phối hợp với Ban Đường sát Đô thị thành phố đưa các cái nội dung vào trong cái đề án này để mà đảm bảo sau này có nguồn lực để mà làm. Hiện trước đây thì các cái tuyến thì phần lớn là đều là vay ODA và nó kéo ra rất là dài và thường là đội vốn. Thế thì hiện nay là trên cái phân tích về khai thác thêm những không gian ngầm này thì cái nguồn vốn nó sẽ khả thi hơn và có chủ động hơn bằng cái nguồn lực của thành phố hạn chế cái vấn đề về vay ODA trong đề án, thành phố đề xuất kế hoạch 3 phân kỳ đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô, phân kỳ 2024 đến 2030, hoàn thành thi công xây dựng 96,8 km, gồm các tuyến số 22, tuyến số 3, số 5. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 301 km, gồm các tuyến số 1, 2A kéo dài đến Xuân Mai. 4, 6, 7, 8, tuyến kết nối các đô thị vệ tinh, Nhu cầu vốn giai đoạn này khoảng trên 14,602 tỷ đô la Mỹ. Phân kỳ 2031-2035, hoàn thành 301 km, nhu cầu vốn khoảng 22,575 tỷ đô la Mỹ, tổng nhu cầu vốn đến năm 2035 khoảng 37,174 tỷ đô la Mỹ. Phân kỳ 2036-2045, hoàn thành đầu tư xây dựng khoảng trên 200 km đường sắt đô thị các tuyến, đoạn tuyến điều chỉnh Bổ sung theo quy hoạch thủ đô và quy hoạch chung điều chỉnh thủ đô được phê duyệt, nhu cầu vốn khoảng 18,252 tỷ đô la Mỹ. Theo giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, khả năng cân đối các nguồn vốn có thể huy động được của thành phố đến năm 2035 là khoảng 28,560 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, giai đoạn từ nay đến năm 2035, thành phố cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỷ đô la Mỹ trong hai kỳ trung hạn. 2026 đến 2030 và 2031 đến 2035. Giai đoạn sau năm 2035, thành phố Hà Nội chủ động được nguồn vốn để đầu tư các tuyến đường sắt đô thị bổ sung. Ông Nguyễn Phi Thường nêu rõ Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu này. Thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc huy động tối đa các nguồn lực phù hợp để tập trung đầu tư sớm hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, bền vững, trong đó nguồn lực trong nước là cơ bản lâu dài ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quyết định nguồn lực bên ngoài là quan trọng tạo đột phá ưu tiên bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm khai thác hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển giao thông vận tải đường sắt vân vân để đầu tư toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Hiện đề án đang kịp thời được hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền, nội dung đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô đã được đưa vào trong nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 của thành phố Hà Nội.